Lưu cảm ơn Chúa Amen. đã cùng đến với Chúa trong giờ này. Và sứ điệp hôm nay tôi muốn gửi đến chúng ta đó là 7 điều Chúa muốn chữa lành cho bạn. Chúng ta muốn Chúa chữa lành điều gì trên đời sống chúng ta? Thì tôi tin là giây phút này chúng ta cần chú ý để lắng nghe. Để những điều gì trong đời sống của mình nghĩ rằng cái này không cần phải chữa lành. Nhưng mà đó là điều Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Có thể đó là một số điều nào đó mà chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó không quan trọng, nhưng mà nó lại là điều vấn vương chúng ta trong nhiều năm tháng qua. Và đó đây có thể là điều mà chúng ta sẽ đến với Chúa hôm nay và nói: Chúa ơi, con khao khát Chúa, muốn Chúa chữa lành cho con. Vậy tôi mời gọi chúng ta trong giờ này hãy hãy cầu nguyện trong một chút lát. Nói: Chúa ơi, có điều gì ở trong đời sống con Chúa muốn chữa lành? Có điều gì trong đời sống con mà bấy lâu nay nó vấn vương con và con muốn thoát ra và con chưa thoát ra được? Có khía cạnh nào trong đời sống của con mà Chúa muốn kiện toàn nó? Thì giờ này xin Chúa chỉ ra. Amen. Tôi khuyến khích chúng ta trong giờ này, hãy khi mà Chúa nói với chúng ta cái điều đó thì tại chỗ của chúng ta ngồi, trong lúc chúng ta nghe, nói: Chúa ơi, có điều con sơ sót, xin Chúa tha thứ cho con. Và nếu đó là điều mà chúng ta muốn được Chúa chữa lành, Chúa ơi, con tin rằng Ngài có quyền năng làm trọn điều mà Ngài hứa trong lời của Ngài. Bất cứ khi chúng ta nghe Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe ai giảng, có một quy tắc rất là quan trọng, đó là Chúa nói hạt giống phải rơi vào chỗ đất tốt thì mới ra 60, 30, 60, 100. Khi chúng ta nghe lời Chúa mà lòng của chúng ta không có mở ra nghe lời của Chúa đó, thì lời Chúa nó giống như là cái vùng đất mà có sỏi đá, có là đường đi và bụi gai, nó không có kết quả gì chúng ta. Cho nên chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng, nó chẳng ích lợi gì cả. Do đó khi chúng ta nghe lời Chúa, cái lòng của chúng ta còn mềm mại, mở ra và tiếp nhận lời của Chúa là lời thần linh của sự sống. Là Chúa có cầu nguyện xin thánh linh của Ngài làm việc cho này. Có mời Chúa đến trên mọi tấm lòng của người nghe hôm nay, để những điều gì trong đời sống của chúng con mà cần được Chúa thăm viếng, cần được Chúa chữa lành, cần được Chúa phục hồi, cần được Chúa kiện toàn, như này Thánh Linh Chúa Ngài có quyền tự do đem lời của Đức Chúa Trời có thể thấm nhuần trong đời sống của chúng con và làm thành những gì mà lời của Ngài phán, giống như Ngài nói là lời của Chúa không bao giờ trở lại với chính Ngài, giống như mưa như tuyết từ trời rơi xuống, chắc chắn nó sẽ đạt thành ý muốn của Chúa. Cho nên cầu nguyện như lời này sẽ được thấm vào trong lòng của con, trở nên ngọt ngào, trở nên phước hạnh, trở nên có giá trị và ý nghĩa, và đem đến sự chữa lành, đem sự bứt phá cho con. Cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Câu thánh tôi gửi chúng ta hôm nay đó là Sách Ê-díp-tô đoạn 15 câu 26: Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho con. Nào, chúng ta sẽ nói đến một số điều về danh xưng của Chúa. Đức Chúa Trời có nhiều danh xưng. Mỗi danh xưng nói đến cái đức tính của Ngài, hay là bản tính của Ngài và chức năng của Ngài. Chức năng mà nếu theo thần thần học nó là thuộc tính của Ngài. Khi chúng ta xưng Chúa Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương thì yêu thương đó là đức tính của Ngài, đó là bản tính của Ngài. Nhưng mà khi Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đó, thì đó là cái thuộc tính của Chúa hay là chức năng của Chúa, đó là cái công việc Ngài làm. Cho nên khi Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng có nghĩa là không có gì mà Ngài không làm được, Ngài làm được tất cả mọi sự. Cho nên khi Chúa nói đến Ngài, danh xưng của Ngài, thì Ngài nói đến những gì Ngài là ai và Ngài có thể làm được cái gì. Và mỗi danh xưng đều có một cái giá trị của nó. Và cho nên khi chúng ta đến với Chúa, nếu như đến với Chúa là con thì Ngài sẽ là cha của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va Rohi, đấng dẫn dắt chúng ta, thì Ngài sẽ là đấng dẫn dắt chúng ta. Nếu ta gọi Ngài đấng Đức Giê-hô-va Jireh, tức là Ngài đấng mà chu cấp cho chúng ta. Cho nên mỗi danh xưng của Chúa đều mang lấy cái chức năng của Chúa, một cái điều mà Đức Chúa Trời có thể làm được trong lãnh vực đó.
Và Ngài là chuyên viên trong vấn đề này. Bởi vì cái gì mà Ngài xưng Ngài là ai thì không có ai thì vượt qua cái danh xưng đó. Cho nên là khi Đức Chúa Trời xưng Ngài trong Suốt Thư Ký đoạn 15 câu 6, ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho con. Có nghĩa Ngài là Ngài có quyền năng để chữa bệnh vượt xa hơn tất cả bác sĩ đời này. Không cần bác sĩ đó có bao nhiêu bằng cấp, có bất cứ điều gì, và dù bác sĩ có thể bó tay, nhưng mà khi Chúa xưng Ngài Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con thì Ngài có quyền năng chữa lành. Thi Thiên đoạn 40 câu 17, David nói thế này: con đây là người khốn cùng và thiếu thốn, nhưng Chúa luôn nhớ đến con, Chúa là đấng giúp đỡ và giải cứu con. Như vậy đây, thêm danh xưng của Chúa là Chúa đấng giúp đỡ và đấng giải cứu. Khi mà David nói đến điều này, chúng ta nhớ khi David xưng với Chúa cái điều này thì Chúa đấng giải cứu ông từ một cậu bé chăn chiên, cậu bé bị vua Sao Lơ săn đuổi. Chúng ta tưởng tượng một người mà bị vua săn đuổi giết, ai có thể bảo vệ được, ai có thể bảo vệ được người đó? Một một người mà nguyên cả vua rồi cho cả quốc gia để săn đuổi David thì chúng ta ai thể bảo vệ cái đó, ai thể giải cứu được ngoại trừ Đức Chúa Trời? Cho nên khi mà Chúa Ngài xưng của Ngài đấng giúp đỡ, đấng giải cứu thì có ai có thể ai có thể mà làm hại chúng ta được? Cho nên cái danh xưng này cũng như tất cả danh xưng khác của Chúa luôn luôn có hiệu lực cho chúng ta ngày hôm nay và cho mãi mãi. Hebrew đoạn 13 câu 8: Đức Chúa Jesus Christ hôm nay, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Như vậy lời Chúa cho chúng ta biết là Chúa Giêsu là đấng mà Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không thay đổi. Do đó cái danh xưng của Chúa, Ngài là Đức Giê-hô-va đấng chữa lành, đấng giúp đỡ, đấng giải cứu, và tất cả danh xưng khác của Chúa đó, nó vẫn còn hiệu nghiệm trong ngày hôm nay. Và Chúa muốn chúng ta thoát khỏi bệnh tật và có một đời sống lành mạnh trong mọi phương diện. Đó tại sao sứ đồ Giăng đã nói trong thơ Giăng thứ 3 câu 2 thế này: tôi cầu chúc anh em được thịnh vượng trên mọi mặt. Chúng ta để ý à, cầu nguyện cho anh em được, cầu chúc anh em được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần thể xác, cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. Như vậy ở đây cho chúng ta thấy rằng Chúa, cái tấm lòng của Chúa, Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng trong trong mọi lĩnh vực. Như vậy có khía cạnh nào trong đời sống của chúng ta, của quý vị, mà cần được Chúa chữa lành? Khía cạnh nào mà chúng ta chưa thấy được hoàn toàn và chúng ta muốn Chúa làm cho đời sống của mình? Thì đó là cái sứ điệp mà chúng ta sẽ được nghe trong ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói đến là Chúa đấng chữa lành bệnh tội lỗi, căn bệnh tâm linh. Ngày hôm nay thế giới chúng ta đang sống đầy tội lỗi với nhiều cái kỹ thuật tấn công mạng lường gạt khác nhau. Tôi mới vừa được nhận tin trong vài vài ngày nay, có những người mà gửi tin nhắn lại cho tôi, bấm vô cái lúc này đó thì sẽ xác định món quà nó gửi đến cho tôi. Tôi xóa cái đó và tôi báo lên trên ấy là cái đó là nó lường gạt. Thì hôm nay tôi được mở tin tức ra thì trong tin tức báo rằng có một số người đang nhận một email, nhận một cái tin nhắn trong điện thoại rất là nhiều, và nói rằng họ nếu mà họ bấm vô số này thì họ sẽ nhận được. Nhưng mà khi ai bấm vô số đó thì tất cả cái số số băng của họ và những mã số nó, họ đều được người ta biết, và người ta thấy lấy những cái thông tin của người đó và ngay cả số băng của họ đó. Ngày hôm nay ngay cả những cái bóp của chúng ta, nếu như những thẻ tín vận dụng của chúng ta mà người ta đi ngang, người ta chỉ cần rờ xa cái bóp của chúng ta, họ sẽ rút tiền ở trong 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 tài khoản, trong cái thẻ tín vận dụng của chúng ta, nếu chúng ta không có những cái điều mà chúng ta chặn đứng những cái người mà họ ăn cắp cái số thẻ tín dụng của mình. Cho nên chúng ta sống ngày hôm nay cái kỹ thuật mà trộm cắp lường gạt nó rất là tinh vi, và tội lỗi là căn bệnh từ thuở nguyên thủy, nó bất trị và nó không chừa ai cả, từ người trẻ đến người già, từ người bần cùng đến những người sang hèn, những người có địa vị cao cấp trong xã hội. Tội lỗi nó đem đến tai họa và hệ lụy trong gia đình, trong xã hội.
Khi mà ở trong gia đình có một người cha nghiện ngập thì nó dẫn đến cái sự đau khổ, người cha người mẹ lăng nhăng tình cảm đem đến sự đổ vỡ, đem sự đau khổ trong gia đình. Nói một cách xa hơn nữa, nếu trong gia đình có một đứa con nào đó mà nó vướng vào những cái tệ nạn xã hội thì cái nguyên cả gia đình đó nó gặp rất nhiều phiền phức. Tôi nhớ trong chuyến đi tôi đi qua Mã Lai, tôi giảng bên đó thì thường thường vào những dịp Tết tôi qua bên đó tôi giảng và tổ chức những cái trại. Thì tôi đến thăm những cái khu mà những cái khu nhà ở chung cư mà các bạn nhân viên đến làm đó. Thì tôi được nghe các bạn nó kể rằng đầu tiên cái chung cư em không có gì hết, nhưng mà có một người nào đó đánh bài đó vô trong cái chung cư của em ở đó là hết nguyên cái chung cư em đánh bài á. Rồi một người nào đó nghiện rượu vô cái là bắt đầu họ làm rượu lậu, rồi họ 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 uống ở ở ở, ở trong đó nguyên cái khu đó, xong là đi làm về là nhậu, còn tôi làm về đánh bài chỉ cần một người thôi. Có nghĩa là chúng ta đang thấy trong cái xã hội mà cái tội lỗi nó lan ra một cách rất là nhanh chóng và nơi người ta dễ dàng phạm tội hơn bao giờ hết. Và chúng ta thấy cái người nào mà cái thẩm quyền cao nhiều chừng nào, những bậc cầm quyền, những bộ trưởng, những người tỉnh trưởng hay là những chức sắc nào cao đó, thì cái điều gì họ họ họ, họ làm được ác nhiều chừng nào thì dân chúng càng khổ sở chừng đó. Cho nên đây là một cái điều, cái căn bệnh tội lỗi là căn bệnh dường như nó bất trị, và cái hậu quả cuối cùng của cái tội lỗi không phải chỉ chết đời này mà còn phải chết đời đời trong quả ngục. Nhưng mà có một tin mừng cho tất cả chúng ta, đó là Chúa Jesus đến thế gian này để chữa lành căn bệnh tội lỗi. Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Chết đời này và chết đời sau. Nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời, một món quà Đức Chúa Trời ban cho miễn phí là sự sống, vĩnh phúc, sự sống đời đời trong Chúa của Thế Giêsu Chúa chúng ta. Như vậy Chúa Giêsu đã đến để chữa lành căn bệnh tội lỗi chúng ta. Ngài chữa lành căn bệnh tội lỗi bằng cách nào? Ê-sai đoạn 53 câu 5 nói tiên tri về Chúa Giêsu như thế này. Ngài bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Như vậy Chúa Giêsu đến thế gian này, ngài chữa lành căn bệnh tội lỗi của chúng ta bằng cách ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể của ngài. Chính ông là cái người chứng kiến được Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh. Ông chứng kiến cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi ông theo Ngài và ông biết Ngài là ai. Ông thấy được Chúa Giêsu trên ngọn núi hóa hình. Ông thấy Ngài và chính ông là cái người mà Chúa cho ông sự mặc khải. Chúa Giêsu chính là đấng Christ, Chúa Giêsu là đấng chịu sức dầu. Thì chính cái điều đó Führer nói rằng thế này, chính Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Nhờ đó chúng ta chết với tội lỗi và sống cho sự công chính. Ồ, thật là một điều tuyệt vời, một tin thật là tốt lành, một tin mừng lớn cho muôn dân. Đó là cái điều mà thiên sứ đến nói cho rao báo. Đó là điều gì? Đó là Chúa Giêsu đến, Ngài đã gánh lấy tội lỗi chúng ta. Cái căn bệnh tội lỗi bất trị đó, Chúa Giêsu đã gánh lấy trên thân thể của Ngài. Để không phải chỉ để tha thứ tội lỗi cho chúng ta không, nhưng mà để cho chúng ta chết với tội lỗi đó. Tức là tội lỗi không có quyền cai trị chúng ta và ban cho chúng ta sự sống công chính. Vì đó tôi muốn nói cho chúng ta là những người thấy mình lúc nào cũng tội hết, những người nào lúc nào cũng mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng mặc cảm mình không ra gì, mặc cảm mình quá khứ mình làm những điều sai lầm, mình đã từng làm bất cứ chuyện gì. Tôi muốn cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến để chữa lành căn bệnh tội lỗi này của chúng ta. Ngài đến, ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và đồng thời chữa lành và ngài xóa tất cả những tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta xưng tội mình thì Chúa đấng thành tín công chính tha thứ tội lỗi chúng ta và làm chúng ta sạch. Không phải Chúa tha thứ chúng ta mà ngài làm cho chúng ta sạch, ngài không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng một Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự, không có gì mà Ngài không biết cả. Nhưng mà khi chúng ta xưng tội Ngài, tội lỗi của chúng ta rồi đó, Đức Chúa Trời không nhớ nữa. Hãy tưởng tượng cái điều đó đi. Hãy tưởng tượng một Đức Chúa Trời mà Ngài biết hết tất cả mọi sự, Ngài biết từ trước vô cùng và không có gì mà Ngài không biết cả. Nhưng mà khi chúng ta xưng tội mình, Chúa nhìn vào chúng ta, Ngài không thấy tội lỗi nữa.
Chúa Giêsu đã bôi xóa tất cả điều này và Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta là một sự công chính ở trong Chúa Giêsu. Do đó đây là lúc mà nếu như chúng ta sống trong tội lỗi, nếu chúng ta sống mà thấy mặc cảm tội lỗi, nếu ta sống mà thấy là mình là cái người sao mà tội quá, tôi cho chúng ta một cái sự bảo đảm, không phải tôi nói bảo đảm nhưng mà sự bảo đảm ở trong lời của Chúa là chính Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta rồi. Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể của Ngài rồi để chúng ta chết với tội lỗi đó. Cái điều gì mà chúng ta không đắc thắng được, những yếu đuối nào, những cái sự bất toàn nào cho đời sống chúng ta không thắng được thì Chúa Giêsu đã làm chết tội lỗi đó rồi và ban cho chúng ta sự sống công chính. Wow, đây là một sứ điệp vô cùng tuyệt vời thưa quý vị. Một sứ điệp vô cùng tuyệt vời. Để cho nên chúng ta khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin nhận Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi mình thì chúng ta sẽ nhận lấy sự sống đời đời. Chúa Giêsu sẽ ngự vào lòng chúng ta và chúng ta trở thành con cái của Ngài. Chúng ta có một sự tương giao với Đức Chúa Trời. Cái thứ hai mà Chúa chữa lành cho chúng ta nữa đó là Chúa chữa lành bản tánh xác thịt của chúng ta. Người xưa có câu người phàm mắt thịt hay là người trần mắt thịt. Điều này nói đến con người không phải thần thánh nên có nhiều giới hạn, yếu đuối và làm những công việc sai lầm. Phaolô là một cái một nhà hay là một cái người mà theo đạo Do Thái giáo, ông ta giữ rất là nghiêm chỉnh trong những cái luật pháp của Môi-se và ông nói rằng con người xác thịt đó không có khả năng kiểm soát hay là có thể chạy được nó. Dù chúng ta cố gắng kỷ luật bản thân dùng mọi phương pháp nhưng không thể nào thực hiện được. Và ông đã nói lên cái sự bất lực của mình trước tội lỗi. Ông nói trong Roma đoạn 7 câu 18 câu 19, ông nói thế này: vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, cái điều lành đó, điều tốt không có trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi muốn làm điều thiện nhưng tôi không có khả năng để làm. Ông dùng chữ là tôi không có khả năng để làm, vì tôi không làm điều thiện mình muốn mà là làm điều ác mình không muốn. Do đó chúng ta thấy một cái điều đó là cái bản tánh sắt của chúng ta là bản tánh bất trị, không thể trị được, không thể thay đổi được. Có những câu mà người xưa nói là giang sơn có thể đổi nhưng bản tánh là nan di, tức là không thể dời đổi được, chứ bản tánh không có thể thay đổi được. Những thói quen tật xấu mà không ai có thể thay đổi chúng ta thì Chúa có quyền năng đổi mới chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên chúng ta nên khi chúng ta có những thói quen tật xấu nào thì chúng ta đến với Chúa, Ngài thay đổi và làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Khi cái bước đầu tiên mà chúng ta đến với Chúa, nhận biết mình là người có tội, nhận biết mình con người người xác thịt và mình phạm tội đó, thì chúng ta đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài và mời Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chứ không phải tin đi tin Chúa để đi nhà thờ, không tin Chúa để tham gia một cái đạo tốt. Có nhiều người hỏi tôi chọn đạo tin lành là tại vì cái đạo tốt hơn với đạo khác, hay là tôi tin đạo tin lành bởi vì tôi cầu nguyện và Chúa trả lời cầu nguyện của tôi, tôi mắc bệnh và Chúa chữa lành tôi cho nên tôi theo đạo tin lành. Nếu chúng ta tin như vậy, tôi không bảo đảm là sự cứu rỗi sẽ đến trên đời sống của chúng ta một ngày nào chúng ta qua đời chưa chắc chúng ta được cứu. Nhưng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi chúng ta, Ngài chết thay cho tội lỗi chúng ta, và chúng ta qua cái sự tin nhận đó, Chúa Giêsu đã chết và Ngài sau 3 ngày Ngài sống lại đó, bởi cái đức tin này chúng ta nơi Chúa đó, chúng ta được Ngài tha thứ và Ngài nhận chúng ta làm con của Ngài, và từ đó Chúa Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và chính đó là cái then chốt để Ngài giúp cho chúng ta đắc thắng được những thói quen tật xấu của chúng ta. Một người khi có sự nghiện ngập, những tật xấu không bỏ được, những cảm xúc không kiểm chế được, đó là dấu hiệu bị Satan áp bức và cầm buộc nên họ không được tự do. Và cảm ơn Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu xuống thế gian này và để Ngài làm gì? Ngài công bố cho những người bị giam cầm được phóng thích. Những thói quen, những tật xấu, những cái đức tính nào, cái tánh tình nào của chúng ta mà chúng ta không có thay đổi được thì Chúa Giêsu đến và Ngài giải phóng chúng ta. Ngài đến để cho những người áp bức được tự do trong Luca đoạn 4 câu 19. Cho nên người nào mà tin Chúa mà luôn luôn gần gũi Chúa Giêsu, chúng ta đến Chúa không chỉ tin Chúa để mà được cứu không, mà chúng ta gần gũi với Chúa Giêsu, chúng ta đi theo Ngài đó, thì chúng ta sẽ không còn ở trong tối tăm nữa mà có ánh sáng của sự sống. Chúng ta là một tạo vật mới và những điều cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Đó là cái điều mà Chúa đến trên đời sống của chúng ta và Ngài thay đổi, Ngài chữa lành cái bản tánh xác thịt của chúng ta. Cuộc sống mới khi chúng ta không còn sống cho mình nữa, nhưng mà chúng ta sống cho cái sự kêu gọi của Chúa, sống cho sự thiên mệnh của Chúa, sống cho mục đích mà Chúa dành cho chúng ta. Và câu thánh mà chúng ta thường nói đến, mà khi mà chúng ta chịu báp têm chúng ta thường nói câu này, nhưng mà mấy ai chúng ta sống theo câu này? Phaolô nói trong Ga-ti đoạn 2 câu 20 thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Bây giờ ông nói ông chết rồi, chết trên thập tự giá với Chúa đó. Tôi không không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Như vậy qua câu thánh này cho chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt ở tại đây, đó là Chúa chữa lành cho chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa và trong dấu hiệu mà chúng ta nói: Chúa, cuộc đời con này không còn là của con nữa. Chúng ta chọn lựa cái con đường mà đi theo Chúa, con đường mà chết với thế gian này và sống cho Chúa đó. Nó không phải bởi sức của chúng ta, nhưng mà đức tin của chúng ta tin nơi Chúa. Đức tin chúng ta tin rằng nếu Chúa nói rằng tôi sẽ sống được cho Ngài, tôi sẽ chết được cho Ngài, nếu Chúa nói được điều này thì có nghĩa là Chúa giúp cho chúng ta làm được điều đó. Và bởi vì tại sao chúng ta làm được? Bởi vì chúng ta yêu. Tôi muốn đưa chúng ta đến một cái chỗ này: nếu chúng ta là một người tôn giáo đó thì chúng ta khó làm được lắm. Bởi vì sao? Nếu chúng ta sẽ cố gắng, cũng giống như Phaolô cố gắng đi nhà thờ, cố gắng dùng sức này. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa trong cái sự nhận thức rằng: Chúa, con cần Ngài, Thánh Linh ơi xin giúp con yếu đuối này, con có yếu đuối kia, con có sự cám dỗ này, con không vượt qua được, Chúa ơi xin giúp con. Và chúng ta cứ kêu cầu với Chúa, chúng ta cứ nói với lời của Chúa: Chúa ơi, con làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho con hay buồn giận, con hay quạo quọ, con hay nóng giận với vợ con của con hay cằn nhằn con. Chúa ơi, con tin rằng con sẽ không làm được như vậy đâu, nhưng con trái thánh linh Chúa ở trên đời sống của con. Thánh linh ơi xin giúp con không sống bởi sức của con không giống sống dựa trên luật pháp nữa, mà con nhờ quyền năng thánh của Chúa để sống. Thì Chúa sẽ đến và Ngài lấy đi những cái gì không phải của Ngài ở trong đời sống của chúng ta, và Ngài đem vào đời sống chúng ta những đức tính của Ngài. Do đó tôi khuyến khích chúng ta hãy yêu mến Chúa, hãy 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 đến với Chúa trong sự thờ phượng, trong sự tìm kiếm Ngài. Và mỗi lần đi nhà thờ chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi có một người tín đồ của tôi mới vừa kể lại tôi nghe, một sư phong. Ở trước em đi nhà thờ, và trong lúc em đi nhà thờ em cầu nguyện với Chúa, trong buổi nhóm em cầu nguyện với Chúa. Và trong lúc em cầu nguyện với Chúa vậy đó, thì Chúa ơi, cho con cầu nguyện, Chúa xin cho con có con. Và cái cô này, cô được Chúa trong lúc thờ phượng Chúa, trong lúc cầu nguyện vậy đó, Chúa bày tỏ cho cô khải tượng là có 2 đứa con. Và thật sự vậy, cô có 2 đứa con. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta đi theo giữ cho có lệ, chúng ta đi đó mà chúng ta làm cho mục sư vui ha, không, nếu mà đi mục sư không nhắc nhở mình, gọi mình, thì chúng ta đánh mất những cái phước hạnh lớn lao mà Chúa dành cho mình, và Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Thứ ba đó là Chúa chữa lành bệnh thể xác. Chúa có thể chữa lành qua bác sĩ và khoa học vì Ngài cho họ sự khôn ngoan để điều trị bệnh nhân. Chúa là đấng ban cho chúng ta cái tâm trí, sự khôn ngoan, sự hiểu biết để chúng ta nghiên cứu. Chúa chữa lành qua thức ăn, dinh dưỡng, thuốc bắc, thuốc nam, vì chính Chúa đã tạo nên những cây cối, những thảo dược để cung cấp sự chữa lành cho chúng ta. Chúa cũng chữa lành cho chúng ta qua quyền năng của lời cầu nguyện, bởi đức tin, bởi sự đặt tay, bởi sự công bố đức tin, bởi sự hiệp một lại với nhau chúng ta cầu nguyện. Cho nên khi mà chúng ta có bất cứ căn bệnh nào, dù là bác sĩ khước từ nó bệnh này sẽ chết, thì chúng ta làm gì? Chúng ta đến với Chúa Giêsu, Ngài đến chữa lành. Chúa Giêsu không chỉ gánh lấy tội lỗi chúng ta, nhưng mà Ngài cũng gánh lấy bệnh tật thay cho chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24 nãy chúng ta có nói, và chúng ta nhắc lại cái câu này: Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Thực sự khi mà tiếng Việt chúng ta thiếu đi những cái
những cái chữ trong câu văn đó là động từ của quá khứ, hiện tại và tiếp diễn. Nhưng mà ở đây nói đến là chính Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài đã chịu đó, những Ngài đã chịu đó, để anh em được hay là đã được chữa lành. Có nghĩa là cái sự chữa lành của chúng ta cũng như tội lỗi chúng ta đã được Chúa Giêsu xử lý tại thập tự giá cách đây khoảng 2.000 năm rồi. Có nghĩa là tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi, bệnh tật, tất cả những cái sự đau khổ của chúng ta, tất cả Chúa đã gánh lấy rồi. Ngày hôm nay đó, Chúa đã chữa lành từ cái thời điểm đó. Ngày hôm nay chúng ta nhìn về quá khứ, nhìn về những Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, để chúng ta đã được bởi đức tin đó, thì chúng ta nhận lấy và chúng ta sẽ được. Đó, cho nên chúng ta không phải cầu nguyện để chúng ta sẽ được, nhưng mà chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta đã được. Cho nên khi chúng ta tin rằng chúng ta đã được bởi Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi chúng ta rồi, cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, đó là bởi vì Chúa đã hứa, cho nên chúng ta nhận được. Và cái những cái phép lạ đó sẽ xảy ra, là nó là cái kết quả cho những gì chúng ta đã biết rằng Chúa Giêsu đã làm, cho nên chúng ta đã được trong đức tin rồi, và chúng ta sẽ được trên cái những gì mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa. Kinh Thánh ghi lại một người phụ nữ bị bệnh xuất huyết 12 năm, đi nhiều bác sĩ, tốn nhiều tiền, không còn tiền nữa, và bệnh càng nặng hơn. Cho nên cái người phụ nữ bệnh bệnh xuất huyết này mạo hiểm đến và chỉ nói rằng tôi chỉ chân rờ vạt áo Chúa thì tôi sẽ được lành. Và khi bà đến với Chúa Giêsu chen lấn, người ta chen lấn Ngài, và bà kiểu chen lấn vào trong đám đông, bà chỉ rờ vạt áo Chúa. Và khi bà rờ vạt áo Chúa thì gì xảy ra? Bà được chữa lành. Chúa Giêsu thấy một cái quyền năng từ Ngài, Ngài ra khỏi Ngài. Chúa hỏi là ai đã rờ đến ta, ai đã chạm đến ta? Ồ, có môn đệ nói, ồ, có rất nhiều người đám đông đi với Chúa, đến với Chúa và chắc chắn là họ họ đã họ đụng đến Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Ta biết có một cái quyền năng nào đó đến với ta. Thì bà nói rằng, ồ, Chúa, con là người đã đụng đến vạt áo Chúa. Và Chúa Giêsu phán với bà thế này, con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con. Hãy về bình yên. Hãy về bình yên, khỏe mạnh, hết đau yếu. Như vậy có nghĩa là chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài đã gánh lấy bệnh tật cho chúng ta, và khi chúng ta đến với Chúa muốn nhận cái điều gì từ nơi Chúa, chúng ta phải đến bằng đức tin và tin rằng Chúa Giêsu đã chịu những điều này cho con rồi, để con được những cái điều tốt lành mà Ngài dành cho chúng con. Do đó khi mà chúng ta đến với Chúa, có những cái trường hợp khi có ai đã cầu nguyện cho chúng ta sẽ được chữa lành ngay. Có những lúc chúng ta sẽ thấy sự chữa lành đến ngay lập tức. Có khi một thời gian sau chúng ta được chữa lành. Có những khi tôi cầu nguyện cho những người nào đó và tôi hỏi họ, bây giờ anh thấy thế nào rồi, anh chị thấy thế nào rồi? Họ nói tôi đã đỡ 70, 80% rồi. Có người nói là tôi được 100% rồi. Có người được 70, 80, nhưng mà khi sau khi họ trở về nhà họ bắt đầu lành 100%. Có người nói hồi xưa tôi không thấy thay đổi gì hết. Nhưng mà sau khi về nhà 2 3 tháng sau họ khám phá họ đã được lành rồi. Cho nên cái sự chữa lành nó gồm có cái phép lạ là xảy ra ngay lập tức, nhưng mà nếu mà sự chữa lành nó cần có một thời gian, có khi một thời gian. Bởi vì lời Chúa nói chúng ta đặt tay cho kẻ đau sẽ được lành. Cho nên khi mà chúng ta mắc là 16 nói đó đó, khi mà chúng ta đặt tay cái đau thì kẻ đau sẽ được lành, có nghĩa là nó sẽ có thời gian được, người đó được lành. Ngoài đó ra đó, có khi Chúa cho chúng ta trải những trường hợp bệnh tật giống như là Job. Tôi được mà một người sư kia ông kể ra rằng có lần kia tôi bật bệnh và tôi có vô trong nhà thương, tôi nằm trong nhà thương, và khi vô nhà thương ở trong đống được rồi còn cả cả một thời gian rồi đó, thì trong đó Chúa đưa tôi đến gặp một người đó và dẫn người đó tin Chúa. Cho nên chúng ta không biết được tại sao, có những khi mà không hiểu tại sao mình bệnh, tại sao có những chuyện này xảy ra chúng ta, nhưng mà chúng ta biết là Đức Chúa Trời có mục đích trong mỗi cái chuyện xảy ra trong đời sống ta, và mỗi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Cho nên giống như trường hợp của Job vậy, bệnh tật đó Job, Chúa có mục đích trong đó. Có thể Chúa sẽ muốn dạy dỗ chúng ta, Ngài muốn ta đến gần với Ngài để chúng ta biết Ngài, và để chúng ta thấy Chúa sử dụng chúng ta một trong một môi trường nào đó, để mà Ngài dùng chúng ta cho một cái trường hợp nào đó trong tương lai, chúng ta không biết được.
Nhưng mà trong mọi sự hãy vui mừng và tin cậy nơi Chúa, và luôn luôn nhớ rằng Chúa đã gánh lấy bệnh tật thay thế cho chúng ta rồi. Amen. Rồi. Kế tiếp nữa là Chúa chữa lành tâm trí. À, nãy chúng ta nói tội lỗi, chúng ta Chúa chữa lành tội lỗi, Chúa chữa lành về những cái bản tánh xác thịt chúng ta. Bây giờ chúng ta nói Chúa chữa lành cái phần bệnh tâm trí. Con người chúng ta đó à, là hay lo, à, hay sợ. À, cái gì cũng nói cũng sợ, tôi sợ không biết được không. Luôn luôn có chúng ta lo lắng sợ hãi chúng ta. Con người chúng ta giận hờn, phiền muộn, thấy cô đơn, trống vắng, thất vọng, trầm cảm. Căn bệnh tâm thần là bệnh dường như không thể trị. À, ở nước Úc, riêng nước Úc của chúng tôi ở tại đây đó thì điều mà đáng nói ở tại đây đó là một căn bệnh mà tốn mà tiền mà của chính phủ nhiều, Medicare tiền chính phủ nhiều đó là cái bệnh tâm thần. À, rồi có những ông già bà già bởi vì cái tiền mà bác sĩ không có tốn tiền cho nên là mỗi lần mà đi khám bác sĩ gì đó khoảng tôi nhớ không lầm khoảng 50-60 đô gì đó chính phủ trả hết cho cái tiền đó. À, cho nên mấy ông bà già đó nhiều khi buồn buồn đó, cái cảm thấy nhức đầu mệt mỏi lo lắng cái vô gặp bác sĩ một cái à giận hờn con cái sanh ra bệnh chạy vô bác sĩ một cái. Cho nên căn bệnh mà về tâm trí là căn bệnh mà dường như căn bệnh bất trị. À, rất nhiều người phải hôm nay phải phải điều trị và uống thuốc trầm cảm à, để chống căn bệnh. Và chúng ta biết không, uống thuốc trầm cảm có nghĩa là gì? Uống thuốc trầm cảm có nghĩa là đó bác sĩ sẽ cho chúng ta một số thuốc và trong cái thuốc đó vô trong người của chúng ta nó sẽ tác động lên những cái chất hóa học, những cái chất điện học mà trong cái cơ thể chúng ta và nó chỉnh lại. Cho nên đó, nó làm cho cái phần não của chúng ta nó dịu lại nhưng mà nó cũng đồng thời nó cũng có những cái ảnh hưởng phụ. Có nhiều người họ bị trầm cảm rồi và họ uống thuốc ngủ. À, lo lắng không ngủ được uống thuốc ngủ và thậm chí đến một lúc có những người đó uống thuốc ngủ mạnh cỡ nào chăng nữa họ cũng không ngủ được. Cho nên không, dĩ nhiên tôi sẽ không nói nhiều về cái chuyện này nhưng mà cái bệnh trầm cảm là cái bệnh rất lớn. À, chỉ cần mà lo lắng chuyện gì xảy ra cũng bị trầm cảm, công việc làm ăn nhiều quá cũng bị trầm cảm. À, ông chồng mình lăng nhăng, bà vợ mình có chuyện gì, ba má vợ Việt Nam gì chuyện gì đó, con cái đưa đến trầm cảm gọi là depression đó. À, rồi cho nên đó ai cũng bị trầm cảm, nhất là Covid-19 hôm nay đó là có nhiều người bức xúc lắm bởi bị nhốt một chỗ họ không ra, họ bị trầm cảm rất là nhiều. À, con số người tự tử nữa. Ngày hôm nay tại Úc là một mặc dù ở nước có đủ mọi thứ ở trên mà cái xác suất của thanh niên tự tử rất là cao. À, rất là cao. À, Mỹ cũng giống vậy. À, mặc dù có cơm tiền bạc có tất cả mọi sự nhưng mà họ trầm cảm. Số người nữa phải vào trong bệnh viện tâm thần. Có những đứa con khi cha mẹ mà ly dị này nọ đại khái hay là thấy cha mẹ đánh vợ mẹ nó gì đó đại khái nó bị bệnh tâm thần luôn rồi nó dẫn đến căn bệnh kinh phong luôn đó. À, tôi gặp những trường hợp giống vậy. Một số khác thì tự tử. À, chúng ta không biết là cái căn bệnh trầm cảm của chúng ta, à, cái bệnh mà tâm trí chúng ta thì sợ hãi giận hờn phiền muộn lo lắng tất cả điều này của chúng ta về bệnh tâm trí chúng ta Chúa Giêsu đã gánh lấy chúng ta rồi. Chúa Giêsu chịu khi Ngài bị đánh đập, người ta đánh roi lên trên đầu Ngài. Chúng ta nhìn cái hình ảnh mà Chúa Giêsu bị đánh đập đó. À, tôi khuyến khích chúng ta nên coi cái cuộn phim mà Sự Khổ Nạn Của Đấng Christ mà Mel Gibson làm đạo diễn. Chúng ta coi cái đó chứ không phải chỉ coi một cái phim gọi là tài liệu nhưng mà coi cái phim đó trong một góc độ là Chúa Giêsu đã chịu cái gì cho mình. Chúa Giêsu đã chịu gì cho mình. Chúa Giêsu đã chịu gánh lấy tội lỗi mình, gánh lấy bệnh tật, gánh lấy cái gì cho chúng ta. À, để chúng ta thấy rằng là khi mà qua những điều mà Chúa chịu để chúng ta được bình an, được lành bệnh. Chúa Giêsu đội mà áo gai. Chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh, ở trong Sáng Ký đồng 4 có nói đến cái chuyện mà khi mà Adam và Eva phạm tội đó thì Kinh Thánh nói đến chúng ta đó là Adam phải làm việc cực khổ mới có ăn, đất sẽ sinh ra gai chóc gai trong. À, để làm cho con người phải làm việc khổ sở. À, sự rủa xả của đất làm việc khổ sở
đổ mồ hôi trán mới có bạn. Quý vị có biết không, Chúa Giêsu đội mão gai, cái sự rủa sả về cái tài chánh, sự lo lắng sợ hãi, Chúa Giêsu đổ máu xuống để chi vậy? Để ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Ngài gánh lấy sự khốn khổ của chúng ta để cho chúng ta cái sự bình an của Ngài. Ê-sai đoạn 53 nói thế này, câu 4 câu 5: thật người đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, để gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Và chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Với sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Tiên tri Ê-sai nói đến ai chịu những điều này? Tiên tri Ê-sai đã nói về Chúa Giêsu đấng sẽ đến thế gian này chịu những điều này. Ngài chịu đánh đập, chịu khốn khổ để chi? Để cho chúng ta sự bình an. Mà sự bình an của Chúa cho chúng ta, nó không phải sự bình an của thế gian này. Nó không phải sự bình an là khi chúng ta có tiền thì chúng ta bình an, khi chúng ta hết tiền thì chúng ta bất an. Sự bình an này phải mọi sự tốt xảy đến với chúng ta bình an, mà mọi sự xấu xảy đến chúng ta bất an. Khi mọi sự xảy ra ý muốn của chúng ta bình an, mà mọi sự mà không theo ý của chúng ta bất an. Nó không phải. Cái sự bình an này của Chúa là một sự bình an thiên thượng. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 câu 27 thế này: ta để lại sự bình an cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ô thưa tất cả quý vị con cái của Chúa, chúng ta hãy xác định điều này. Dù Covid-19 đang xảy ra giữa dòng chúng ta, dù công việc làm ăn của chúng ta không buôn bán được, dù bất cứ cái chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời đưa chúng ta khỏi cái hoàn cảnh đó. Mặc dù chúng ta sống trong hoàn cảnh này, nhưng mà tâm linh của chúng ta, tâm trí chúng ta thoát khỏi cái hoàn cảnh này, bởi vì có sự bình an của Chúa đưa chúng ta vào trong cái chỗ yên nghỉ, và chúng ta không có lo lắng gì cả, chúng ta không có sợ hãi gì cả, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên muốn có sự bình an này, dĩ nhiên chúng ta trở lại hồi nãy là chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu, có mối quan hệ mật thiết gần gũi với Chúa. Và mỗi lần mà chúng ta có một cái gánh nặng nào đó, một sự ưu tư nào đó, tôi khuyến khích chúng ta thế này: đừng bao giờ suy nghĩ về cái đó. Tại sao chúng ta càng suy nghĩ lo lắng nhiều chừng nào á, thì chúng ta chẳng làm cái điều đó tốt hơn chút nào cả, mà chính chúng ta càng phải bị mang lấy cái sự lo lắng sợ hãi, càng bị trầm cảm nhiều hơn. Cho nên mỗi lần giống vậy, chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta ngợi khen Ngài. Hãy hát những bài hát về về tình yêu của Chúa, về sự nhân từ của Ngài. Hãy hát về những bài về sự thành tín của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy hát những bài và những bài hát về nói về Chúa chăm sóc chúng ta. Hãy hát những bài nói là gần bên Chúa ơi, xin cho con gần Ngài. Khi chúng ta hát những bài nào đó là chúng ta cái tâm linh chúng ta bắt đầu được nối kết với Chúa, và cái hoàn cảnh chúng ta vẫn như vậy, nhưng mà tâm linh chúng ta nó cai trị cái tâm trí của chúng ta, nó làm cho những cái sự lo lắng thể xác của chúng ta nó không còn có quyền trên đời sống chúng ta nữa. Và chúng ta cứ ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa, thì sự bình an Chúa bắt đầu đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu giải quyết những cái nan đề này, rồi nhân danh Chúa Giêsu ta phá hủy và cắt đứt tất cả những sự suy nghĩ này. Ví dụ như suy nghĩ về tài chánh, lo về tài chánh, lo về việc làm, lo về cái gì đó, thì nhân danh Chúa Giêsu ta hủy phá tất cả những tư tưởng này, ta chặt đứt tư tưởng này không còn đến với ta nữa. Mọi tà linh quấy phá, mọi tà linh gây lộn xộn, mọi tà linh bùa chú bói khoa, các ngươi con dụ dỗ ta để ta suy nghĩ điều này, nhân danh Chúa Giêsu ta trói chúng bay, ném chúng bay vực sâu, cấm ông trời trở lại. Ma quỷ tấn công chúng ta vào tâm trí chúng ta trước, để trong tâm trí chúng ta sợ hãi lo lắng, thì lúc đó đó cái sự nghi ngờ chúng ta về Chúa đó chúng ta sẽ không còn. Nó bắt đầu từ đức tin rằng Chúa không còn nữa, mà sự nghi ngờ gia tăng. Và bởi vì chúng ta nghi ngờ, chúng ta không có nhận được cái điều gì mà Chúa hứa cho chúng ta. Do đó chúng ta cần phải xử lý nó bằng cái lời cầu nguyện, bằng lời công bố. Bất cứ trường hợp gì, chúng ta hãy tìm cái câu thánh trong cái lãnh vực đó, mà chúng ta hãy công bố cái điều đó ra, và chúng ta hãy chống trả lại. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ. Cho nên đừng chỉ cầu nguyện với Chúa không mà thôi. Nhưng mà khi nó đem đến điều gì cho chúng ta, nó đem bệnh tật, đau dai, thì nhân danh Chúa Giêsu giờ này ta ra lệnh cho tất cả những đau dai của ta giờ này lui ra khỏi ta, mọi linh bệnh tật đi ra khỏi giờ ta, không giờ này không được quyền những cơ thể ta, đi ngay giờ này trong danh của Chúa Giêsu.
Và chúng ta nhân danh Chúa trong sự mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta nói chuyện với ma quỷ. Chúng ta nói chuyện: Chúa ơi, con yêu Ngài. Chúa ơi, con thờ phượng Ngài. Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Nhưng mà khi ma quỷ tấn công chúng ta tiền bạc, tấn công chúng ta về gia đình lộn xộn, thì chúng ta hãy đứng lên, mạnh mẽ lên, chống cự lại những công việc của ma quỷ trên đời sống của mình. Và đồng thời chúng ta cần học cách sống không nặng nề nữa, bằng cách suy gẫm làm theo những câu kinh thánh liên hệ đến nan đề của mình, để tâm trí chúng ta được đổi mới. Có nghĩa là tâm trí lúc đó chúng ta lo lắng sợ hãi này nọ đại khái, thì khi chúng ta suy gẫm cái đoạn thánh nào mà Chúa dạy chúng ta, thì tâm trí chúng ta nó sẽ thoát khỏi. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu 30, Chúa Giêsu nói thì: hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Lắm khi chúng ta chỉ đến câu 28 này, chúng ta thuộc lòng câu 28 này, nhưng mà chúng ta quên đi, muốn có được điều đó chúng ta phải qua câu 29 và câu 30. Câu 29 Chúa nói gì? Hãy mang ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con tìm được yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Điều này muốn nói đến chúng ta điều gì? Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi cái sự buồn bực đó, sự lo lắng, sự giận dữ đó, chúng ta phải không phải chỉ trao cho Chúa. Kinh Thánh này trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc này. Chúng ta đến Chúa chứ còn trao cái lo lắng về tiền bạc của con cho Chúa. Còn Chúa còn trao cho cái người đó làm con bực bội quá, con giận quá, còn trao Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta trao cho Chúa đó, không đó, con cũng chưa đủ nữa. Chúng ta bắt đầu xử lý cái vấn đề mà chúng ta đang có nghĩa là chúng ta là: Chúa, mặc dù con không biết tại sao người đó làm cái chuyện đó, nhưng mà Chúa xin tha thứ cho họ, bởi vì họ biết điều họ làm. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa chúc phước cho người đó, con cầu nguyện Chúa bày tỏ tình yêu và ân huệ của Ngài cho họ, để họ biết Ngài nhiều hơn và họ không sống giống vậy nữa. Chúng ta cầu nguyện Chúa chúc phước cho họ. Chúng ta để cái tâm trí chúng ta, thay vì chúng ta nghĩ xấu, nghĩ những cái chuyện xấu người đó làm cho mình, chúng ta không nghĩ giống vậy, mà chúng ta nghĩ những điều tốt mà Đức Chúa Trời muốn làm cho người đó, hoặc những điều tốt mà người đó có thể làm được, người đó đang làm. Thay vì ta nghĩ cái tiêu cực về người đó, thì chúng ta nghĩ đến những điều tốt mà Chúa muốn ban phước cho người đó, những điều tốt mà người đó đã làm cho chúng ta, vân vân. Và chúng ta cầu nguyện Chúa chúc phước cho họ. Và chúng ta kế tiếp là chúng ta làm gì? Chúng ta buông thả nó ra, đừng giữ nó. Tôi cầu nguyện cho một người bệnh, họ nói họ không cay đắng nữa, họ không có giận hờn, họ không có buồn giận nữa. Nhưng quý vị biết điều gì xảy ra không? Họ giữ cái điều đó trong lòng, họ chưa quên được, họ còn nắm cái điều đó trong lòng. Và Chúa nói với chúng ta là Chúa nói chúng ta là đừng nhớ đến điều xưa cũ, đừng nghĩ đến nó, người ta đang làm điều mới. Cho nên nếu mà chúng ta muốn Chúa làm điều mới cho chúng ta, Ngài ban chúng ta sự bình an, Ngài muốn giải phóng chúng ta khỏi đó, thì chúng ta đừng nhớ và đừng nghĩ nữa. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta nhớ đến cái chuyện đó, thì chúng ta quyết định tôi không nhớ chuyện đó nữa. Gần đây tôi có nói chuyện với một cái người này. Mỗi lần nó nói chuyện đó là cái khóc chảy nước mắt. Ai đụng đến gì giống như là cái bong bóng mà nó to đủ rồi đụng vô cái là nổ đùng thương cái gì đó. Tôi nói mình phải luyện tập, em phải luyện tập cái tâm trí của em, giống như là có một cái mình phải phân biệt là cái gì mà đáng vô lỗ tai mình, đáng nghe thì nghe, cái gì không muốn nghe thì bỏ. Những gì mà người ta nói về mình, những gì mà người ta nghĩ về mình, hay là mình nghĩ về người ta mà mình thấy đó là cái điều xấu, điều tiêu cực đó, thì em nghĩ nó giống như nếu mà ai đưa đồ ăn ngon thì mình ăn, nếu mà ai đưa đó phân cái gì dơ giấy, em có dòm xuống em nghiên cứu trong đó có gì không. Nếu món ngon thì em nghiên cứu thì ok, món ăn ngon rồi trong đó có rau, có gì đó, có thức ăn, có gì đó mình nghiên cứu trong đó, thịt rồi có cái gì đó thì mình nghiên cứu, gia vị mình nghiên cứu. Còn cái gì người ta nói xấu mình, người ta làm điều xấu cho mình, ngồi đó mình giống như là những cái phân, những cái đồ dơ giấy, mình ngồi xuống mình nghiên cứu nó có gì đó, làm sao mình sống vui vẻ, làm sao mình sống bình an được. Do đó chúng ta muốn có một cái tâm trí, muốn Chúa chữa lành tâm trí của chúng ta, thì chúng ta đổi mới tâm trí chúng ta. Đừng bắt chước cái đời sống trước đây có người cũ của mình nữa. Hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt lành, tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thì đó, khi mà chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta nhận được sự yên nghỉ của Chúa, chúng ta xử lý những điều này, thì chung quanh chúng ta dầu có bão tố, có phong ba chuyện gì đó,
chúng ta vẫn yên nghỉ giống Chúa Giêsu ngày ngủ trên thuyền. Bão tố gì chẳng chẳng ảnh hưởng gì ngài, bởi ngài biết không có bão tố nào thì giết ngài được hết trơn. Cho nên là khuyến khích chúng ta chuyện lớn cách mấy chăng nữa, hãy biết rằng là Chúa luôn ở với chúng ta, không có chuyện gì gọi là lớn hết. Thứ năm đó là Chúa chữa lành vết thương lòng. Vết thương lòng là vết thương không thấy nhưng thật là khó lành, cảm giác bị tổn thương đau đớn sâu hơn cái vết thương ở bên ngoài, sự khước từ, sự bỏ rơi, sự phản bội, sự lừa gạt, bị hãm hiếp, bị mất những người thân yêu của mình là điều không có dễ chịu. Những vết thương này kéo dài nhiều năm mà không thể giải phẫu và không thể chữa lành được, và quá khứ cứ tiếp tục sống ở trong trí chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong tình trạng này. Và Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sức dầu để rịch lòng những tấm lòng tan vỡ, Ê-sai đoạn 61 câu 1. Chúa Giêsu rịch lành cho chúng ta bằng cách Ngài chịu mũi giáo đâm vào hông Ngài, để Ngài chịu lấy những cái vết thương lòng của chúng ta. Nhờ đó, nhờ Chúa Giêsu gánh lấy những sự đau khổ của chúng ta. Và Thi Thiên đoạn 147 câu 3 đó là Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, băng bó những vết thương của họ. Cho nên tôi muốn nói cho chúng ta, ai tại đây và có cái chuyện gì đã xảy ra và chúng ta bị tổn thương, tôi muốn cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến, Ngài chịu đâm vào hông của Ngài, huyết đổ ra không còn giọt máu nào cả. Để chi gì? Để những sự tổn thương của chúng ta được chữa lành. Cho nên tôi không biết sự đau khổ chúng ta đối diện trong những thời gian qua có bao nhiêu người làm chúng ta bị tổn thương, bao nhiêu người chúng ta bị đau khổ. Chúng ta hãy biết là Chúa Giêsu đến để chữa lành chúng ta. Nào, tôi cũng muốn nói một điểm ở đây nữa là cái người mà hay bị tổn thương dễ làm người khác tổn thương. Cái người tổn thương mà không xử lý cái sự tổn thương của mình á thì chúng ta vẫn tiếp tục bị tổn thương. Có nhiều người tôi gặp họ có ơn nói tiên tri, họ cầu nguyện chữa bệnh rất là tốt, nhưng mà họ đầy sự tổn thương. Cho họ đến hội thánh nào đó, một thời gian sau họ tổn thương, họ đi vào chỗ khác. Họ không thể ở với Chúa lâu được. Mặc dù họ có năng quyền của Chúa. Do đó tôi muốn nói cho chúng ta thấy thế này là chúng ta cần phải xử lý cái sự tổn thương của chúng ta. Cái người mà chữa lành đó, chúng ta mới ra ngoài chúng ta cầu nguyện chữa lành cho người khác. Chúng ta chưa được chữa lành thì làm sao chúng ta có thể chữa lành cho người khác được? Chúng ta chỉ gây tổn thương cho người ta thôi. Do đó ma quỷ tiếp tục tấn công chúng ta nếu như chúng ta không có đứng vững trong đức tin của mình, và mỗi lần sự tổn thương đến chúng ta biết cách để mà chống trả nó. Cứ tiếp tục cầu nguyện Chúa chúc phước cho những người nào làm tổn thương cho mình nhớ đến người nào, mỗi lần mình nhớ đến người nào làm cho mình, nhân danh Chúa xuống chúc phước cho họ, Chúa ban phước cho họ, thậm chí chúng ta mua quà mua gì tặng cho họ. Và khi Chúa chữa lành cho chúng ta rồi thì cái người chữa lành mới đem sự chữa lành cho người khác được. Cho nên những ai học về những môn về ân tứ của Thánh Linh của Chúa đó, tôi khuyến khích chúng ta nếu chúng ta vẫn còn những cái sự tổn thương cho đời sống chúng ta, quý vị cần đến với Chúa để xử lý. Có đôi khi Chúa xử lý cho chúng ta một lần, nhưng mà có đôi khi chúng ta cần được xử lý nhiều lần, mỗi lần gì chúng ta cần phải xử lý. Và để Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi những công việc của ma quỷ. Đừng nuôi dưỡng những ý tưởng đó tổn thương trong trí của mình. Nhân danh Chúa Giêsu cậy quyền năng của Chúa, chúng ta chặt đứt tất cả tư tưởng đó, chống nghịch lại nó và cấm cái tư tưởng này đến trong tâm trí của chúng ta. Thứ sáu là Chúa chữa lành mối quan hệ. Đức Chúa Trời có quyền năng chữa lành mối quan hệ. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo, vì vậy không có việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Chúa có quyền năng thay đổi lòng người như Ngài từng đã làm cho vua Pharaoh. Ngài khiến cho ông đồng ý cho dân Israel đi, sau đó ông lại không đồng ý, không cho họ đi. Rồi trong Sa-bên nhất đoạn 10 câu 9 nói về Sa-lơ, sau khi quay lưng đi khỏi Sa-bên thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông. Khi Đức Chúa Trời có quyền năng để thay đổi tấm lòng con người. Châm ngôn đoạn 21 câu 1, lòng của vua nằm trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn nghiêng lệch bên nào tùy ý Ngài,
Nghe được kinh thánh đó rồi. Nước giống như là cái lòng của ta giống như nước ở trong tay của Chúa, là Chúa muốn nghiêng bên nào thì nó chảy bên đó, muốn ngã bên nào thì nó chảy bên đó. Có nghĩa là Chúa muốn thay đổi lòng ai thì càng thay đổi à. Cho nên nếu chúng ta muốn được Chúa chữa lành trong mối quan hệ chúng ta, đây là những câu thánh mà chúng ta cần nắm biết. Giê-rê-mi đoạn 24 câu 7, ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết ta là Đức Giê-hô-va, chúng sẽ là dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, vì chúng hết lòng trở về với ta. Như vậy Chúa có thể có quyền năng thay đổi tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta cần đến với Chúa, xin Chúa thay đổi tấm lòng của con, xin Chúa thay đổi chồng con, xin Chúa thay đổi lòng vợ con. Nhưng mà tôi khuyến khích chúng ta thế này á, tôi muốn nói chúng ta hiểu điều này là nhiều người đó, chúng ta không hiểu được cái chuyện này. Ủa, sao mà tôi mới vừa cầu nguyện cho chồng tôi rồi cái đáng lẽ ông tốt hơn, sao mà ông này càng 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 dữ dội hơn. Ok, nếu chúng ta thấy cái dấu hiệu mà tệ hơn đó là dấu hiệu chúng ta đang đúng đường rồi đó. Tại vì sao vậy? Ma quỷ đang kiểm soát người đó, ma quỷ đang dùng người đó để chống nghịch lại chúng ta, để chi vậy? Để cho chúng ta đầu hàng nhanh chóng. Chúng ta không tin rằng Chúa có quyền năng thay đổi lòng người ta. Và chúng ta giơ tay đầu hàng. Tôi thấy có một số người mà họ cầu nguyện Chúa thay đổi cho chồng họ, ông chồng cứ nhậu nhẹt này nọ, rồi có lần kia Chúa hiện ra trong giấc mơ, họ nói ta sẽ thay đổi chồng con. Nhưng mà một thời gian sau thấy ông chồng càng tệ hơn, giận hai bên xịt với nhau, hai bên đấu đá với nhau, quý vị biết chuyện gì sao? Sau đó họ chia tay. Chúng ta muốn thay đổi người đó, chúng ta phải một chuyện, chúng ta tin rằng Chúa thay đổi, nhưng mà chúng ta phải giữ cho mình đời sống đầy dẫy thánh linh, đầy dẫy bông trái thánh linh. Tại sao vậy? Ma quỷ sẽ tấn công vào con người xác thịt của chúng ta để chúng ta chống trả lại bằng sức con người. Kinh thánh Phaolô nói rằng chúng ta không không đánh trận với thịt và huyết, chúng ta đánh trận cùng cùng các thần dữ, cùng cùng thế lực tối tăm, chúng ta cùng đánh trận cùng những cái đồn lũy ma quỷ xây dựng với tâm trí của người đó. Cho nên nếu mà chúng ta không đầy dẫy thánh linh trong đời sống chúng ta không đầy dẫy bông trái của Chúa đời sống chúng ta đó, chúng ta dùng sức chúng ta chống, chúng ta không gì thắng được hết đó. Do đó Chúa, mặc dù Chúa hứa với chúng ta Ngài có quyền thay đổi, nhưng mà Ngài sẽ xử lý chúng ta. Cái thánh cho chúng ta biết câu này. Không chỉ Chúa có quyền năng thay đổi lòng của người, nhưng Ngài ban cho chúng ta chức vụ giải hòa giữa Chúa với người và người với người. Kinh Thánh là phước cho người nào đem cho người hòa thuận sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng khi chúng ta là con của Chúa đó, một trong những cái chức vụ Chúa cho chúng ta là giải hòa. Mình giải hòa mình với Chúa, giúp người ta giải hòa mình với Chúa. Cái chức vụ đây là cái chức vụ giải hòa giữa người với Chúa, đem người ta đến với Chúa, và giữa người với người, trong đó gồm có những thành viên trong gia đình của chúng ta, những thành viên trong hội thánh của chúng ta. Cho nên là nếu chúng ta muốn trở thành cái người mà đem cái sự giải hòa cho người khác, thì một điều đầu tiên mà chúng ta cần có đó là ăn năn xin Chúa tha thứ cho mình về sự cay đắng, những sự tổn thương của mình, tha thứ cho những người mình đã làm cho họ tổn thương. Đó là những điểm mà chúng ta cần phải làm. Rồi cầu nguyện chúc phước nhẫn nại với họ, nhân danh Chúa Giêsu buông tha những người làm cho chúng con tổn thương, đừng nhớ, đừng suy nghĩ đến người đó, rồi tìm kiếm những người đó, làm hòa với người đó, sống đời sống có đời sống tốt đẹp. Chúa nói thế này, là Chúa nói thế này trong Châm ngôn đoạn 16 câu 7, khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào, khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào thì Ngài khiến cho kẻ thù hòa thuận với người ấy. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu chúng ta muốn trong gia đình chúng ta có sự hòa thuận, chúng ta muốn đem lại hòa thuận cho người khác, cái phẩm hạnh của chúng ta đó là cái điều mà khiến Chúa thay đổi người kia. Tôi có người những người mà trước đây chống đối tôi, rồi khi tôi giảng thì một đường họ nói một ngả vân vân, nhưng mà tôi có thể làm được gì? Tôi đâu thể nào mà chống đối họ mà dùng sức riêng chống đối họ, nhưng chỉ cầu nguyện chúc phước rồi đó. Thì sau đó Chúa khiến người đó sắm hết cái này, sắm hết cái kia cho tôi, tủ lạnh, máy giặt, rồi xe gì đó. Cho nên tôi nói chúng ta, kẻ thù của chúng ta sẽ là thức ăn của chúng ta, cái người nào chống đối chúng ta
Nếu như chúng ta sống theo lời của Chúa thì Chúa sẽ khiến kẻ thù, người chống đối chúng ta trở thành thức ăn mà Chúa đem đến chúng ta. Amen. À, do đó hãy hài lòng, sống đời sống hài lòng Chúa, đẹp lòng Chúa, thì Chúa sẽ khiến kẻ thù chúng ta hòa thuận với chúng ta. Rồi thứ bảy là điểm cuối cùng, Chúa chữa lành tài chánh. À, nhiều người chúng ta sống trong sự thiếu thốn, làm ăn thất bại, bị phá sản, bị kiện tụng, bị nợ nần. À, Chúa Giêsu đến để chữa lành tài chánh, ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Giăng đoạn 10 câu 10 phần B. Khi Chúa ban phước cho chúng ta đó, thì điều gì xảy ra? Phước lành của Đức Chúa Trời làm nên giàu có, làm cho giàu có. Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn. Ồ, tuyệt vời không? Khi Chúa ban phước cho chúng ta thì Ngài làm cho chúng ta giàu có mà trong đó không có đau khổ nhọc nhằn trong đó. Cho nên một trong những điều mà chúng ta muốn nhận được cái phước hạnh tài chánh của Chúa đó, chúng ta phải tin nơi ân điển của Chúa Giêsu. Sự hy sinh mà Chúa Giêsu đã chịu để chúng ta nhận sự chữa lành và giàu có. Dựa trên Hebrew, dựa trên thuật truyền đoạn 28 đó, một trong sự rủa xả, trong đó, đó nó có sự rủa xả về tài chánh. Đó là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu uống, vân vân, một số điều. Và Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này, Ngài sanh ra ở trong máng cỏ chuồng chiên. Không một nơi nào mà tệ hơn mà cha mẹ có thể sanh con ở trong cái nơi mà cái chỗ ở của con gia súc cả. Chúa Giêsu nói rằng chim còn có tổ mà con người không có chỗ gối đầu. Nói đến là Chúa Giêsu đến trên thế gian này, cái sự hy sinh mà cái ân điển của Chúa dành cho chúng ta đó, Ngài hy sinh cho chính chúng ta đến mức tột cùng. Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh suốt mấy ngày đó, Chúa Giêsu trong khoảng thời gian đó, đó Chúa Giêsu không ăn không uống, rồi Ngài phải giác lấy cái thập tự giá, đến nỗi sức Ngài giác không nổi đó, người ta phải bắt từ cái tên Simon đó giác thay cho Chúa. Tôi có lần đến Do Thái thì tôi đến cái chỗ mà ở Do Thái có một chỗ gọi là nơi mà con gà của Hitler gáy đó, ở chỗ đó, và người ta chỉ cho một cái chỗ là cái hầm tối mà họ bỏ Chúa Giêsu vào trong đó và nhốt Chúa Giêsu tốt tốt bịch. Và trong cái Thi Thiên có nói đến đoạn thánh mà Ngài bị ở trong cái chỗ này. Chúa Giêsu gánh lấy tất cả sự đau khổ trần truồng, người ta lấy áo của Ngài, Ngài chịu đựng tất cả điều này, sự sỉ nhục tất cả điều này, để chi vậy? Để cho chúng ta sự giàu có. Câu tôi nhìn đoạn 8 câu 9. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài vốn giàu, Ngài là Đức Chúa Trời, tất cả những gì mà giàu có thiên đàng thuộc về Ngài. Nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Tại sao Chúa Giêsu trở nên nghèo? Vì chúng ta. Để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. Bản dịch khác là bởi bởi ngài 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 nghèo khó Ngài chịu để chúng ta trở nên giàu có. Do đó khi chúng ta biết được Chúa Giêsu đã gánh lấy cái nghèo, gánh lấy nợ nần, gánh lấy những cái gì của chúng ta rồi đó, chúng ta tin rằng Chúa đã trả nợ cho chúng ta, thì Ngài sẽ xử lý những nợ nần này của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu được này thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cầu nguyện giống như David. Trong cầu nguyện giống như David cầu nguyện ha. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Roma đoạn 13, đoạn 10 câu 13, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và David đã cầu nguyện trong Thi Thiên 40 câu 17. Ông cầu nguyện thế này: con đây là người khốn cùng và thiếu thốn, nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúng ta để nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là đấng giúp đỡ và giải cứu con. Chúa không phải chỉ giải cứu David thoát khỏi tay của kẻ thù của ông, đặc biệt là vua Saul, mà Ngài còn ban cho ông ngôi vua và sự giàu có. Do đó nếu chúng ta muốn thoát khỏi cái sự nghèo khó của mình, chúng ta muốn Chúa chữa lành chúng ta,
Về phần tài chánh chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Vì chúng ta kêu cầu danh Chúa thì Ngài sẽ cứu chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu đó cũng chưa đủ. Chúng ta phải sống công chính trong tiền bạc, làm ăn phải đóng thuế, chúng ta làm việc không có ma giáo, không có tính toán làm hại người khác, trung tín trong sự hoàn trả phần mười cho Chúa. Những cái của lễ đầu mùa chúng ta có. Mỗi năm tôi đều biết ơn những người bạn bè của tôi, trong những người mà tạo cơ hội cho tôi hầu việc Chúa, trong những người mà tôi giúp đỡ tôi trong những lúc mà tôi khi những cái chuyện gì xảy ra trong đời sống tôi, họ luôn luôn đứng bên cạnh tôi. Thì tôi dùng 2 tháng lương vậy, tôi lấy ra tôi gửi đến mỗi người một phần, tôi gửi qua Do Thái, tôi gửi một số người, tôi gửi cho họ đến chi gì. Tôi nói cảm ơn Chúa vì những con người mà Chúa đã đem đến cho con. Và tôi thấy rằng là suốt nguyên một năm đó, Chúa luôn luôn giải quyết tất cả mọi cái điều trên đời sống của tôi. Có khi năm tôi một năm có khi tôi để 1 tháng lương, có khi hơn tháng lương, có khi 2 tháng lương. Tôi cảm động cái gì tôi làm ở đó. Có khi tôi chia phần đó cho những người nghèo. Cho nên khi mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái nghèo của chúng ta đó, chúng ta đừng để cho tiền bạc cai trị đời sống của mình, nhưng mà hãy để Chúa cai trị đời sống của chúng ta, và chúng ta dùng tiền bạc đó cho cái mục đích đúng như cái ý của Chúa. Dâng cho Chúa của lễ đầu mùa, gieo tiền bạc vào công nhà Chúa, những nơi Chúa dẫn dắt mình, nơi nào Chúa cảm động lòng mình đã dâng hiến vào trong chỗ đó. Mình thấy ai nghèo, mình giúp đỡ họ. Châm ngôn 11 câu 24 25, người ban cho rộng rãi lại càng giàu có. Thấy rõ ràng không? Chúng ta muốn thoát ra khỏi cái nghèo của chúng ta, tôi muốn cho chúng ta biết rằng quý vị cố gắng làm để trả nợ, quý vị không thoát được đâu. Nhưng mà cái chìa khóa để chúng ta thoát ra khỏi nợ nần của chúng ta là dâng hiến. Chúng ta dâng hiến thì chúng ta sẽ thoát được cái nợ nần của mình. Giống như là chúng ta làm ruộng, năm rồi chúng ta thất mùa, chúng ta không có gì hết, nhưng năm nay chúng ta làm gì? Chúng ta nghĩ là chúng ta không 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 gieo nữa, không không trồng. Không, chúng ta vẫn trồng vì năm nay thất, năm rồi thất mùa, không có gì hết. Chừng năm nay chúng ta còn hạt giống gì đó rồi chúng ta gieo xuống, mượn tiền của người này hay là cái chỗ nào đó, hay là anh em nào đó để chúng ta có thể bón phân, bởi vì người ta tin rằng nếu như năm nay mà trúng mùa chúng ta sẽ trả hết nợ. Và nếu năm nay mà không trúng không 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 trúng mùa nữa hay thời tiết đó, chúng ta năm sau chúng ta tiếp tục, bởi vì chúng ta tin nơi chúng ta có gieo, chúng ta có gặt. Và tương tự giống như vậy, khi chúng ta gieo thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi nợ nần của mình. Do đó tôi khuyến khích tất cả chúng ta, những ai chúng ta đang gặp thiếu thốn nợ nần trong phần cảnh này, hãy đến với Chúa kêu cầu danh Chúa, hãy tin rằng Chúa sẽ gánh lấy tất cả những nợ nần của mình rồi, và Chúa xử lý cho chúng ta. Rồi rồi chúng ta cần phải đừng đừng để tiền bạc cai trị mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào thờ Đức Chúa Trời Ma Môn, không thể thờ Đức Chúa Trời và tiền bạc được. Cho nên khi mà tiền bạc cai trị trong tâm trí chúng ta, làm cho lo lắng, sợ hãi, bất an đó, thì có nghĩa là chúng ta không thoát ra được. Nhưng mà chúng ta hãy để Chúa cai trị đời sống của mình. Tất cả những cái hóa đơn của chúng ta mà chúng ta phải trả, những chi phí mà chúng ta phải trả, thì một quy tắc mà tôi muốn chỉ chúng ta là cái gì của Caesar trả Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta sẽ trả cho Chúa trước những gì thuộc về Ngài, rồi sau đó chúng ta xử lý những cái hóa đơn của chúng ta. Đừng bao giờ trả hóa đơn trước rồi sau đó còn dư lại bao nhiêu mới đem phần 10 và mới đem các kia cho nhà Chúa. Đừng bao giờ. Khi mà tôi hứa nguyện để mà dâng hiến cho công việc gì của Chúa đó, trong khi tôi không có tiền, tôi nói là không phải có tiền nha, mà tôi nói không có tiền, nhưng bởi đức tin tôi hứa một số tiền lớn để tôi dâng cho Chúa đó. Thì tôi tin rằng ở trong Cô Tô Nhì đoạn 9 có nói đến là tôi tin là Chúa là đấng ban hạt giống cho kẻ gieo. Có nghĩa là tôi muốn gieo nhưng mà Chúa ban hạt giống cho tôi. Bởi đức tin tôi tin là Chúa ban hạt giống cho tôi. Cho nên tôi hứa với Chúa là con sẽ hứa, con sẽ dâng cái số tiền đó cho công việc nhà Chúa, cái chuyện đó. Và cho nên khi tôi hứa đó thì bắt đầu Chúa đem tiền đến. Khi mà đem tiền không, Chúa không không đem đủ số tiền đâu. Có khi Chúa đem đủ nhưng khi Chúa không đem đủ, nhưng mà Chúa đem một số tới.
thì tôi có bao nhiêu, tôi dành số đó, có bao nhiêu tôi dành cái số đó cho đến khi tôi đủ. Và tôi thấy rằng luôn luôn tôi không bao giờ thiếu, và tôi làm trọn được gì tôi hứa nguyện với Chúa. À, cho nên tôi khuyến khích chúng ta trong lúc này, những ai trong mùa Covid-19, những ai đang gặp khó khăn, những ai mà gặp thiếu thốn, chúng ta có công việc làm và chúng ta muốn được ơn trước mặt Chúa, hãy tập gieo giống. Chúa sẽ ban cho chúng ta. À, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Gieo, khi mà chúng ta gặp khó khăn nhiều chừng nào thì lúc đó chúng ta muốn bứt phá ra khỏi chỗ đó, chúng ta phải gieo. Cái quy tắc của Chúa là cái người đàn bà mà Sarepta đó, bà còn có một chút xíu bột và dầu để bà và con bà ăn xong rồi chết đó. À, thì cái chuyện gì đầu tiên bà làm? À, bà gieo, bà làm cái bánh cho tiên tri Eli trước, người Đức Chúa Trời trước. Thì Kinh Thánh cho biết rằng bột hết không hết trong vò mà dầu không hết trong bình. Cho nên á, cái quy luật của Chúa đó luôn luôn, như tôi đã chia sẻ cho bạn, quy luật thuộc linh cai trị quy luật thuộc thể. À, do đó khi mà chúng ta tin vào quy luật thuộc linh, tin cậy vào Chúa, những gì nguyên tắc của Kinh Thánh của Chúa nói và chúng ta làm theo, thì luôn luôn thuộc thể nó sẽ xảy ra y chang giống gì Kinh Thánh nói. À, Sách Ký đoạn 26 câu 1 tới câu 3. À, ngoài trận đối đã xảy ra trước đây trong thời Abraham, bây giờ trong xứ là xảy ra một trận đối nữa là hạn hán đó. Vì thế Isaac đến Gerar gặp Abimelech vua Philistin. Đức Giê-va hiện ra với ông và phán: đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong xứ mà ta sẽ chỉ cho con. Hãy tạm cư trong xứ này, ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con, vì ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả vùng đất này, và ta sẽ làm trọn lời ta thề với Abraham cha con. Như vậy chúng ta thấy rằng Isaac ở trong cái hoàn cảnh là cái xứ đói kém, xứ hạn hán, và Isaac Chúa kêu cứ ở đó. Cho nên lắm khi nhiều khi chúng ta đang làm ăn đương nhiều, chúng ta tự động thấy không được thì chúng ta bỏ, nhưng mà chúng ta hãy ở cái nơi mà Chúa gọi mình, nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Rồi câu 12, Isaac gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Ông trở nên thịnh vượng của cải ngài một nhiều thêm, đến nỗi ông thành một người vô cùng giàu có. Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và rất nhiều đầy tớ, nên bị người vệ tinh ghen tị. Một quy luật ở đây cho chúng ta thấy cái điều gì? Gieo trong lúc hạn hán, gieo trong lúc mà cái lúc mà mình nghĩ rằng mình gieo là một điều không thể xảy ra. Chúng ta nhớ Isaac trong cái khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra cho Isaac là hạn hán khắp nơi, nhưng mà ông gieo, mà trong khi là ông gặt, trong khi là các ông gặt được. Cho nên tôi tin rằng giữa tất cả những cái Covid-19 mà ai nấy đang thiếu thốn tiền bạc, ai nấy đang 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 lo lắng không có tiền để trả tiền nhà, không tiền nhà. Nhưng mà con cái Chúa, nếu ai khôn, à, người khôn là gì? Nghe lời Chúa rồi làm theo. Thì xây nhà trên đá. À, cho nên giữa cái thế giới phong ba bão tố rồi gì đó, nước lụt cái gì chuyện là đó, thì chúng ta luôn luôn là người trỗi hơn người khác. Amen. À, Kinh Thánh nói rõ ràng Isaac gieo trong xứ đó và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần vì Chúa ban phước cho ông. Cho nên trong lúc hạn hán, lúc mà người ta sợ, ta thủ cho mình đó, thì lúc đó chúng ta gieo. Và tôi nói cho chúng ta biết, trong mấy tháng vừa rồi tôi gieo không biết bao nhiêu, mà nói tôi biết là cái thời kỳ đã đến rồi. Cho nên khuyến khích con cái Chúa hãy gieo. Amen. Ừ. Ông giàu đến nỗi người phi tinh ganh tị luôn. Ừ. Ok, hôm nay bạn cần Chúa chữa lành cho điều gì? Khi Đức Chúa Trời xưng danh Ngài, ta là Đức Giê-va đấng chữa bệnh cho con đó. À, bối cảnh trong lúc này là dân sinh đi vào trong sa mạc Shur trọn 3 ngày nhưng không tìm thấy nước. Khi đến đất Mara thì nước lại đắng nên họ không thể uống được. Dân chúng phàn nàn với Mô-xe vì nước uống không được. Mô-xe kêu cầu Chúa, Ngài bảo ông ném khúc gỗ xuống nước thì nước trở nên ngọt. Rồi Chúa mới phán dân Israel thế này: nếu con chăm chú nghe lời Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho con. Chúa tuyên bố với dân Israel rằng nếu mà họ làm điều ngay thẳng, vâng lời, gìn giữ luật lệ của Ngài, thì Ngài chữa lành cho họ. Và cái điều Ngài chữa lành cho họ là gì? Ngài chữa lành cái nước đắng.
À, cho nên khi cái chức năng hay là cái thuộc tính của Chúa là ta là Đức Giê-va đấng chữa bệnh cho con, hay là Đức Giê-va Rapha đó, à thì Ngài chữa lành gì? Ngài chữa lành nước đắng trở nên ngọt. À, hình ảnh Chúa Giê-su, hình ảnh mà khúc gỗ ném xuống nước đó để chữa lành nước đắng đó, là hình bóng tiên tri về thập tự giá mà Chúa Giê-su đã gánh để chúng ta được chữa lành. Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời, là đấng chữa lành, đấng giúp đỡ, đấng giải cứu mọi lĩnh vực. À, Chúa chữa lành bệnh tật của tội lỗi, bệnh tật bản tánh xác thịt, Chúa chữa lành bệnh thể xác, à bệnh tật thể xác của chúng ta, Chúa chữa lành bệnh tâm trí chúng ta, Chúa chữa lành cho những cái bệnh mà liên hệ đến vết thương lòng, Chúa chữa lành cái mối quan hệ, Chúa chữa lành tài chánh. À, chúng ta nghe câu thánh này, Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 23 24. Phaolô cầu nguyện thế này: cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được. À, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm, đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Wow, hallelujah. À, do đó hôm nay tôi khuyến khích chúng ta hết lòng đặt đức tin nơi danh của Chúa Jesus, hãy kêu cầu Ngài. Chúa sẽ nhậm lời chúng ta và Chúa trả lời cho chúng ta vượt hơn tất cả mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Nếu chúng ta cần Chúa điều gì, Chúa làm gì, điều gì hôm nay, hãy đến với Chúa. Và Chúa Giêsu ơi, con kêu cầu đến danh của Ngài. Ngài là đấng chữa lành, Ngài đấng giúp đỡ, và Ngài đấng giải cứu con. Và nếu quý vị có những cái điều gì trong đời sống mình cần được chữa lành, có thể tội lỗi, có thể là những bản tánh xác thịt, có thể là bệnh tật thể xác, có thể là tâm trí chúng ta, bệnh trầm cảm, à, có những vết thương lòng, có những mối quan hệ hay là tài chánh cần chữa lành hôm nay, hãy đến với Chúa và xin Chúa tha thứ cho con. Anh nói: Chúa Giêsu ơi, xin tha thứ cho con. À, con có đời sống không đẹp lòng Chúa, xin tha thứ cho con. Hãy nói với Chúa, nói nhanh, nói không cần phải dài dòng. Con có điều gì? Con đang có thiếu thốn tài chánh, à, con đang có nợ nần không trả được, à, con đang có bệnh tật trên thể xác, đau nhức trên cái thể xác, con đang có những cái mối quan hệ trong gia đình con lúc nào cũng trục trặc, à, có điều gì nói với Chúa, và xin Chúa chữa lành cho con hôm nay. Hãy tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành. Hãy học sau khi chúng ta nghe sứ điệp này, không phải chỉ cầu nguyện xong mà chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Cho nên nói theo sau tôi một lời cầu nguyện ngắn, xin Chúa tha thứ cho mình. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con. Hôm nay con đến với Chúa và xin Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi của con. Từ trong lời nói, hành động, suy nghĩ và thái độ. Con tin Chúa Giêsu đã chết thay cho con trên thập tự giá. Và sau ngày, sau 3 ngày, Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài chết và Ngài sống lại để ban cho con sự sống của Ngài. Giờ đây con mời Chúa Giêsu, con không chỉ tin Ngài, nhưng mà mời Chúa Giêsu làm Chúa và làm chủ cuộc đời con, trọn cuộc đời. Xin dẫn dắt con sống theo ý Chúa, mục đích của Ngài, trọn cuộc đời của mình. Nhân danh Chúa Giêsu con tuyên bố rằng, kể từ hôm nay, con thuộc về Ngài 100%. Do đó hỡi Satan và ma quỷ, hãy nghe đây. Kể từ hôm nay, tội lỗi không còn cai trị trên đời sống ta nữa. Bản tánh xác thịt không còn cai trị trên đời sống ta nữa. Bệnh tật không còn quyền trên đời sống của ta nữa. Những căn bệnh về tâm thần, trầm cảm, về tâm trí không còn quyền trên đời sống ta nữa. Những vết thương lòng mà ta đang mang không còn cho đời sống ta nữa. Những mối quan hệ
mà trục trặc không đúng đắn kể từ hôm nay không còn ở trên đời sống ta nữa. Và những sự thiếu thốn tài chánh nợ nần kể từ hôm nay không còn trên đời sống ta nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã đến và ban cho ta sự sống và sự sống sung mãn. Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả mọi điều xấu xa, tồi tệ, tội lỗi, sự rủa sả, những vết thương Ngài chịu. Và tất cả điều này Chúa Giêsu đã gánh lấy trên thập tự giá. Để ngày hôm nay ta nhận lấy sự dư dật, phước hạnh dư dật mà Chúa dành cho ta. Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài. Chính là bởi ân điển của Ngài, con được trở thành con của Đức Chúa Trời. Chính bởi ân điển của Ngài, con nhận được món quà của sự cứu rỗi, sự chữa lành trong 7 lĩnh vực mà con đã cài. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta trong giờ này. Nếu ai chúng ta đang có những điều gì tội lỗi của chúng ta đặt tay trên ngực của chúng ta, khi tôi cầu nguyện cho đến cả những tội lỗi đặt tay trên ngực của chúng ta, khi mà tôi nói đến những căn bệnh trên thể xác thì chỗ nào chúng ta đau đặt tay vào chỗ đó, khi chúng ta nói bên tâm trí chúng ta thì đặt tay trên đầu của chúng ta, khi mà tôi nói đến chữa bệnh tấm lòng của chúng ta thì chúng ta đặt tay trên ngực của chúng ta, khi mà tôi nói đến chữa chữa lành trong mối quan hệ, chúng ta hãy giơ tay lên, hãy hướng một ai đó mà chúng ta muốn có mối quan hệ, giơ tay lên hướng về đó, tâm trí là hướng về người đó, xin Chúa chữa lành chúng ta mối quan hệ với người đó. Và nếu chúng ta muốn chữa lành, khi tôi cầu nguyện chữa lành tài chánh, thì đặt tay vào cái bóp của chúng ta hay túi quần của chúng ta và tin rằng giờ này Chúa sẽ làm phép lạ cho chúng ta. Thưa Cha, con bởi ân điển của Ngài, bởi tình yêu của Cha, ân điển của Chúa Giêsu và quyền năng thánh của Chúa, con đã chia sẻ sứ điệp này. Và đây là thì giờ con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài sức dầu trên tất cả những ai nghe, trên những ai đang gặp bị áp bức trong 7 lĩnh vực. Giờ này trong danh của Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện giờ này quyền năng của Ngài giải phóng con dân của Chúa ra khỏi căn bệnh của tội lỗi, căn bệnh tâm linh mà họ đang mang, những sự mặc cảm tội lỗi, những cái điều mà gợi nhớ lại những hối hận mà họ đã làm. Thì giờ này trong danh của Chúa Giêsu, con nói, ta nói với tất cả những điều này, Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi của các ông bà anh chị em rồi. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của ông bà chị em rồi. Ngài đã chữa lành căn bệnh tội lỗi của anh chị em rồi. Quyết không sự đón phạt cho những ai ở trong Đức Christ. Ngày hôm nay tội lỗi của ông bà chị em đã được Chúa tha thứ, được rửa sạch rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chưa được Chúa tha thứ. Cho đến khi chúng ta xưng tội mình, Chúa thành tín công chính và Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta. Ngay bây giờ tội lỗi đã được Chúa giải quyết rồi. Và tất cả những căn bệnh về thể về 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 xác thịt, những dục vọng của xác thịt, thì giờ này trong danh của Chúa, ta đóng đinh tất cả những cái ham muốn dục vọng của xác thịt, tất cả những sự đòi hỏi của dục vọng thắt xác thịt, từ tà dâm, từ từ những sự giận dữ, cái những sự mà tham lam, về tất cả những sự hận thù ghen ghét cay đắng, tất cả những cái điều này trong danh của Chúa Giêsu như này, tất cả điều này phải đóng đinh vào thập tự giá. Nếu nhân danh Chúa Giêsu, tôi nói tất cả những người này bắt đầu hôm nay họ không còn sống cho mình nữa, nhưng họ sẽ sống cho đấng Christ, là đấng đã yêu họ và chết thay cho họ, và họ sống bởi quyền năng của Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu. Ô nhân danh Chúa Giêsu Christ, không cầu nguyện như này, Ngài thay đổi họ. Kể từ hôm nay họ không là con người cũ nữa, mà họ con người mới ở trong đấng Christ bắt đầu hôm nay, trong danh của Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện như này, Chúa đổ thần của Ngài trên họ như này, và mặc lấy quyền phép từ trên cao, bắt tem họ bằng thánh linh và bằng lửa, mặc lấy họ sức mới từ nơi Ngài, để họ làm được mọi sự nhờ Chúa ban sức cho họ. Hallelujah, con cảm ơn Ngài.
Ô, nhân danh Chúa Giêsu có cầu nguyện cho những căn bệnh trên thể xác của họ. Ai chúng ta đang đau chỗ nào, đặt tay chỗ đó. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy nói là nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho cái bệnh tật này rời khỏi ta. Hãy đặt tay trên chỗ đó và nói rằng hãy rời khỏi ta. Đau nhức cơ thể, đau vai, bất cứ điều gì, hãy giang tay ra, nói là trong danh của Giêsu ta đã được lành rồi. Trong danh của Giêsu, mọi căn bệnh đau nhức, mọi 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 căn bệnh tật nào ta đang mang trên cơ thể này, bệnh tim, đặt tay trên tim, nói rằng bệnh tim ngay như này, hãy rời khỏi, cao máu, hãy rời khỏi ngay như này, trong danh của Giêsu, bệnh thận được chữa lành ngay như này, trong danh của Giêsu, bệnh nhức đầu như này, trong danh của Giêsu, hãy được lành ngay như này, trong danh của Chúa Giêsu. Mọi di chứng, mọi ung thư, tất cả mọi quyền lực đau nhức khớp xương ngay như này được lành trong danh của Giêsu. Hallelujah. Các bệnh tật hãy nghe đây, bởi lần roi của Chúa Giêsu họ những người này đã được lành rồi. Chúa Giêsu đã gánh lấy bệnh tật cho họ rồi, ngay như này hãy lành bệnh, lành bệnh, lành bệnh ngay như này trong danh của Giêsu. Thánh Linh ơi, con nhờ cái quyền năng của sự sức dầu của Ngài tác động cho tất cả người này và chữa lành họ ngay như này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Những ai đang đau nhức, đau đầu gối, bất cứ chỗ nào đau thì ngay như này trong danh của Chúa Giêsu khớp xương hãy được lành bệnh ngay như này, ra khỏi ta trói buộc tất cả linh bệnh tật, rời khỏi ngay như này trong danh của Giêsu. Hãy mọi linh bệnh tật ta trói buộc chúng bay, rời khỏi, hãy vào trong vực sâu ngay như này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Ai chúng ta đang bị vết thương lòng, hãy đặt tay vào trong tấm lòng của chúng ta. Hallelujah. Đặt tay trên ngực của chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu nói rằng kể từ hôm nay, ta tuyên bố rằng mọi sự tổn thương không còn trên đời sống của họ nữa. Hallelujah. Khai phóng quyền năng sự chữa lành. Chính Chúa Giêsu đến để rít lành những tấm lòng tan vỡ. Hallelujah. Con công bố như này trong danh của Giêsu, mọi linh của sự tổn thương, mọi linh cay đắng không tha thứ, mọi linh sự kiểm soát. Hallelujah. Những quan tưởng trong tâm trí ta phá hủy tất cả những đồn lũy của chúng mày, đập vỡ tất cả mọi đồn lũy chúng mày. Ồ, nhân danh Chúa Giêsu, tất cả những tà linh này ta trói chúng mày lại và quăng chúng mày vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. 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 Hãy lành bệnh ngay như này. Hãy lành bệnh ngay như này. Hallelujah. Hãy nhận lấy sự chữa lành như này. Hallelujah. Trên thân thể của mình. Hallelujah. Trên tấm lòng của mình như này. Nhân danh Chúa, mọi linh sợ hãi, lo lắng, bất an ta trói buộc chúng mày và truyền chúng mày rời khỏi tâm trí của dân sự Chúa ngay này. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Ngài mang lấy đội lấy mão gai để cho họ được lành bệnh. Còn cảm ơn Chúa quyền năng sự chữa lành của Ngài như này trong danh của Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện sự chữa lành trong mối quan hệ, trong gia đình. Những ai chưa tin nhận Chúa, nhân danh Chúa Giêsu hãy tin nhận Chúa nghe như này. Hallelujah. Những ai đang những gia đình nào có sự lục đục trong gia đình giờ này trong danh Chúa, mọi linh gây lộn xộn trong gia đình giờ này ta chúa chúng mày, quăng chúng mày ra khỏi, xa khỏi đời sống của dân sự Chúa như này. Hallelujah. Có cầu nguyện tình yêu được tràn ngập trong gia đình này. Hallelujah. Có cầu nguyện sự hiệp một được tràn ngập trong gia đình này, cho cái gia đình này trong danh của Chúa. Hallelujah. Có cầu nguyện sự nhịn nhục, yêu thương, bông trái thân của Chúa đầy dẫy trên gia đình này hôm nay. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và nhân danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, Ngài chữa lành tài chánh của họ. Đặt tay trên túi quần của mình, đặt tay trong bóp mình, chỗ nào chúng ta đặt bóp, nó không có bóp tại đó, chúng ta đặt tay lên, hay chúng ta hướng về cái số băng account của chúng ta như này, như trong cái thẻ làm ngân hàng của chúng ta như này, nhân danh Chúa Giêsu có cầu nguyện phép lạ được đến ngay như này, con cảm tạ Chúa Giêsu, Ngài đấng giàu có, từ ngày Ngài trở nên nghèo khó để dân sự Chúa trở nên giàu có, con cầu nguyện khai phóng sự giàu có đến dân sự Chúa như này, con khai phóng họ bắt đầu hôm nay họ trung tín trong phần 10 các của dân, con nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện bắt đầu hôm nay dân sự Chúa thấy được phép lạ của Ngài bằng tài chánh, bứt phá trong tài chánh giống như là Isaac. Hallelujah. Trong lúc đói kém, trong lúc hạn hán, ông gieo và ông nhận được gấp trăm lần hơn. Hallelujah. Và ông trở nên giàu có hơn tất cả những người phi tinh, những người chung quanh ông. Hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu khai phóng sự giàu có thiên đàng như này trên đời sống dân sự của Ngài, để sự giàu có đó họ không phải cho họ nhưng mà để họ dùng cho vương quốc của Chúa. Hallelujah. Còn cảm ơn Chúa. Lần nữa con cảm ơn Ngài cái sứ điệp này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã đến để chữa lành bệnh tật tội lỗi, chữa lành những bản tánh xác thịt, chữa lành bệnh thể xác, chữa lành tâm trí, chữa lành vết thương lòng, chữa lành mối quan hệ và chữa lành tài
đại chánh nhân danh Chúa Giêsu, con tuyên bố định cho điều này xảy ra cho những ai đang nghe sứ điệp này, và điều này xảy ra bắt đầu từ giây phút này. Hallelujah. Và sứ điệp này được đến trên nhiều người, và ai nghe sứ điệp này họ tin và họ thấy được sự bứt phá cho đời sống của họ, thấy được sự chữa lành cho đời sống của họ. Cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.